Tao mới về hả? Này, xe của ai đấy? Của thằng Huy đấy. Nó mới về hôm qua. Huy? Huy nào nhỉ? Thằng Huy con ông Cảnh yêu chứ còn ai nữa. À, thằng Huy còm chứ gì, đúng không? Mà bây giờ cu cậu hết còm rồi. Mà này, cu cậu bây giờ có vẻ khá tợn đấy. Xe ô tô riêng của nó đấy. Xịn không? Thế nó về lúc nào hả cậu? Hôm qua, chính xác lúc 5 giờ chiều. Ông biết không? Bây giờ nghe đâu, nó làm giám đốc gì gì đó. Đúng, nó tự thành lập công ty riêng ở trong tận Sài Gòn, Tây Nguyên. Ở Hà Nội, tôi cũng nghe nói về nó. Nghe đầu, công ty của nó làm ăn phát đạt lắm. À này, thế cậu đã gặp nó chưa? Gặp rồi, nhưng thoảng qua thôi. Nghe đâu nó về lần này là để xây mộ cho thầy U nó đấy. Đồng thời còn định tuyển lao động người làng nữa. Thế à? Này, phải công nhận, người làng mình đi tư sư kiếm ăn nhiều. Nhưng riêng có thằng Huy là có vẻ khá nhất. Cậu bảo nó thành triệu phú chưa? Biết thế nào được? Cậu có biết vừa về đến làng, người đầu tiên nó hỏi thăm là ai không? Đố đấy. Là ông chưa còn ai nữa. Mà đúng thôi, ngày xưa ông với nó lúc nào chả dính với nhau. Này nhá, đi học, làm cỏ chăn trâu, tát cá, trèo cây. Và rồi lại còn cùng đi bộ đội một ngày, cùng xuân ngũ về làng một ngày. Ngày hôm qua tôi nghe con vợ tôi nó kháo, thằng Huy sang nhà ông chơi. Nó đang mong ông về lắm đấy. À, hay ta ghé luôn chơi với nó nhỉ? Dù gì cũng là người làng với nhau. Thôi, để tôi tạt về nhà đã. Mà hơn nữa, bây giờ đâu còn như hồi xưa. Khác rồi ông ạ. Ờ, đúng. Cứ phải xem xét cu cậu đã. Nếu cu cậu còn nhớ tới tụi ta, thì khắc nó tự mò đến. Còn nếu không thì Aleph hớt, cũng chẳng mất gì của bọ cả. Đúng không? Thôi, đừng rông dài nữa. Đi bừa đi. Kẻo mẹ đĩ lại làm ầm ĩ lên bây giờ. Tôi cũng đi về đây, nhá. À này, hả? Có gì tối sang chơi nhá. À. Thật sự, tôi cũng muốn gặp cậu ta ngay. Thằng Huy, thằng bạn đã gắn bó với tôi suốt cả thời trai trẻ. Sự hiện diện của Huy đã nhắc tôi tới những hồi ức của thuở thiếu thời. Giờ đây, cậu ta đã thành đạt. Làm sao mà tôi không thể tự ngẫm tới mình? Điều kiện, hoàn cảnh, sự ràng buộc đã làm tôi như bị quên lãng giữa dòng đời sôi sục. Tôi sống bình lặng tới mức ít có kỷ niệm riêng nào sâu đậm để mà nhớ. Có chăng lại là nhớ đến những chuyện về Huy, thằng bạn từ thuở xa xưa. Cố lên, cố lên, chạy nhanh nữa đi. Cố lên, cố lên nào. Cố lên, cố lên đi. Cố lên nào, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Nữa cậu, nữa, nữa. Thôi, đến gần chỗ rồi, mày đẩy đi. Không, mày không biết lái, để tao lái. Đây là xe ô tô của tao. Cái gì? Mày làm đây gì có ô tô? Mày chỉ giỏi lời khoác. Đây là xe cải tiến nhà tao. Đây là xe chở phân nhà mày. Sau này nhất định tao sẽ có ô tô. Lúc ấy mày có xin đi nhờ, tao cũng không cho. Tao cũng rất cần đi xe ô tô của mày. Giờ đến lượt mày. Xuống. Rồi mày xem. Sau này nhất định tao sẽ có ô tô cho mày xem. Lời nói ấy đã thành hiện thực. Cậu ta đã có ô tô. Tôi nhớ, chúng tôi đã cùng lớn lên. Thật kìa thầy, cẩn thận thầy. Hãy còn sớm, sao thầy không nghỉ thêm chút nữa ạ? Con sắp đi chưa? Con còn đợi thằng Tạo. Con hẹn nó sang đây gọi con mà. Huy này. Dạ. Thầy có mấy chục chưa tiêu đến.
còn cầm theo dắt bụng phòng khi có việc gì. Con còn tiền mà. Tiền chế độ gia quân con vẫn chưa tiêu gì. Thầy cứ cất chỗ này đi. Con đi vắng, thầy cũng phải phòng bị nhỡ khi ốm đau. Còn có tiền để nhờ hàng xóm mua thuốc chứ ạ. Tiền dư nhà anh. Anh cứ làm như tôi không biết. Anh tiêu vẹo số tiền ấy vào việc gì hả? Tiền đâu mà anh mua thuốc bổ cho tôi mỗi lần anh về thăm. Thôi, cầm lấy. Số tiền này, anh tiêu rẻ rẹn cũng đủ được 1-2 tháng đầu. Vậy thì con chỉ lấy một nửa thôi. Ôi giời. Còn thầy, thầy cũng phải cất đi để dùng nữa chứ ạ. Thầy cầm lấy đi. Nếu không con thề là con sẽ không lấy một xu nào của thầy đâu. Thầy cầm lấy. Huy ơi, Huy. Chào bác ạ. Suýt nữa thì tao ngủ quên. Đi thôi, tao đang định sang nhà mày đây. Thôi nào đi. Thầy ơi, thầy vào nghỉ tiếp đi. Con đi đi. Ở trên đấy có gì anh em bảo nhau nhá. À này, cái địa chỉ ông Chí đưa cho mày có mang theo không? Con... Tạo, mày có mang theo không? Rõ ràng tối qua tao đã để vào đây rồi cơ mà. Khổ quá, tao đã nói trước rồi. Rồi xem nào. Yên nào. Có thế chứ, đây rồi. Thế còn cái thư ông Chí viết cho mày có mang theo không? Yên tâm, có cả rồi. Đây. Ê, ê, ê. Tách bây giờ. Tách làm sao được. Này, không có cái này á, ra thành phố sầm sờ biết hỏi ai. Hai anh em mày cứ như chó với mèo. Yên, nghe thầy dặn đây này. Việc giấy tờ là phải cẩn thận. Ra Hà Nội gặp chú Chí cho thầy gửi lời cảm ơn. Dạ, dạ. Quý hoa lắm đấy còn à. Dạ. Thầy ơi, dù gì cũng là người làng, mà đã là người làng thì phải giúp nhau chứ ạ. Dạ đúng đấy ạ. Im mồm. Không được ăn nói thế. Nói như mày thì ai mà chẳng biết. Nhưng các con phải hiểu, trong lúc khó khăn như thế này, chú Chí lại đứng ra đảm bảo nhận hai đứa đi làm ở cơ quan ở Hà Nội. Như vậy là lòng tốt của người ta quý lắm. Nhớ sau này ăn ở cho có trước có sau. Đừng có cậy là người làng người xóm, rồi muốn làm gì thì làm. Sống là phải có đức có nguồn. Nghe chưa? Thầy, thầy đã nói điều này cả trăm lần rồi đấy ạ. Dạ, chúng cháu cũng nghe bác nói nhiều lần lắm rồi đấy ạ. Nhưng nghe thì phải hiểu, nghe chưa? Thầy ơi, thầy muốn chúng con nhỡ xe ạ. Thầy quên. Thôi, các con đi đi, kẻo nhỡ xe. Dạ, chúng cháu đi đi ạ. Con đi đi ạ, thầy ạ. Thank you.
chắn là đây rồi đấy mẹ. Chính xác chưa? Đúng nó đây rồi. Này, vào chứ. Khoan đã, để kiểm tra lại chính xác đã. Đúng rồi đấy, không sai một chữ. Thế thì theo tao, xung phong. Bác bảo vệ ơi, bác bảo vệ ơi. Các anh hỏi ai? Dạ cho cháu hỏi thăm một tí ạ. Cháu có thư của chú Chí giám đốc ạ. Các anh cần gặp giám đốc hả? Được rồi, vào đi. Sao? Làm quen với nhau đi chứ. Làm gì mà cứ như con gái tó tẽn mới về nhà chồng thế hả? Hai chiến sĩ là người làng mình, vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về, cũng dần tốt nghiệp phổ thông cả đấy. Cậu làm quen đi. Dạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thoan, trưởng phòng tổ chức. Dạ vâng. Mình đã nghe giám đốc nói về các bạn. Thế nào chúng ta cũng có dịp làm việc với nhau. Dạ vâng. Em là Huy, Trần Gia Huy. Còn đây là Tạo, Nguyễn Hoàng Tạo ạ. Cậu khá nhanh nhẹn đấy. Mà thôi, tôi phải đi làm công việc do giám đốc giao. Xin phép anh, em đi lo công việc. Anh và hai em người làng không ngồi nói chuyện ạ. Cậu cứ đi đi, xong việc nhớ báo ngay, kể bọn mình. Dạ, em đi ạ. Này, hai chiến sĩ, mọi việc là giám đốc quyết định, nhưng tôi ủng hộ việc hai cậu về công ty nhé. Em cảm ơn anh ạ. Các cậu được tay tổ chức này nhất trí, thế là ổn rồi đấy. Thực ra thì công ty đâu có thiếu người, nếu không nói là còn thừa biên chế. Nhưng vì các cậu là người làng với tớ cũng phải khác chứ. Nhưng mà này, trong quân đội có được học qua nghề xây dựng không? Dạ, thưa chú, cháu là lính công binh, đã được học qua nghề xây. Còn Tạo nó thuộc binh chủng thông tin chú ạ. Dạ. À, với cậu mọi việc là dễ dàng rồi đấy. Còn cậu Tạo, cậu là lính thông tin à? Thôi được rồi, mình sẽ bàn với anh Thoan xem sao, sẽ bố trí cho cậu một công việc thích hợp. Tóm lại, yên chí mọi việc thế là xong rồi nhé. Chỉ có điều tôi phải nói trước với các cậu, bây giờ làm ăn rất dễ phơi sườn ra, cho nên chẳng gì bằng có anh em, bà con thân thích, có người làng ở xung quanh bảo ban nhau mà làm ăn. Hả? Dạ. Tôi nói vậy, các cậu có đồng ý không nào? Hả? Dạ vâng. Dạ thưa chú, chúng cháu được chú giúp cho thì còn gì bằng ạ. Dạ vâng, đúng thế ạ. Thì chúng ta là người làng mà, hồ sơ của các cậu sẽ được hoàn tất nhanh nhất. Nhưng các cậu phải nhớ lời tôi nói ngày hôm nay, vì chúng ta là người làng, ở công ty này các cậu phải làm việc thật tốt, để còn làm tay mắt cho tôi nữa chứ. Tôi nói thế các chiến sĩ có hiểu không? Dạ vâng ạ, chúng cháu hiểu ạ. À... Đây là phòng của hai cậu. Dạ. Trường hợp đặc biệt đấy, vì ưu tiên là người làng của giám đốc. Thì... hơi hẹp một chút, nhưng được cái độc lập. Thế nhá. Thôi, bây giờ vào thu dọn nơi ăn nơi ở đi, mai nhận công tác nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. À. Đi, đi, đi vào đi. Huy này. Hả? Cậu có thấy có một ông trưởng phòng như thế này cũng dễ chịu đấy chứ. À, xem đã, hồi sau phân giải. Thế nào, sáng nay cậu xuống nhận đội dưới công trường thuận lợi chứ? Cũng bình thường thôi, gần 20 con người, toàn là dân xong nghĩa vụ về cả. Thế còn cậu, được cử về bộ phận nào cho công ty? Tạm thời được phân ra làm bảo vệ ở kho bãi vật liệu. Ngày đêm mai
ra nhận ca gác trực đầu tiên rồi. Thế à? Thế thì tốt rồi, mọi việc đều xong cả. Tuần về nhà một lần cũng hay. Thôi, vào kê lại giường dọn dẹp đi, nhanh lên ông tướng. Con chuột cũng không lọt vào được. Về chợp mắt một lát đi anh. Cẩn thận vẫn hơn, nhỡ sơ sảnh thì chết. Anh buồn ngủ về làm một giấc đi. Tôi phải đi một tour nữa đã. Trời, gì mà chăm thế? Mày phải xin đổi ca à? Mấy giờ rồi? Gần 7 giờ rồi. Út, chết cha. Hôm nay tao phải dỡ cốt pha. À này, có nồi cá kho, nhớ hâm lên mà ăn với cơm nhá. À này, thứ bảy tuần này cậu có về quê không đấy? Có, cậu cũng về chứ? Không, tuần này tớ không về được. Nếu cậu về, cho mình gửi ít tiền cho ông cụ nhá. Nếu mà đúng kỳ lương. Cậu đã 2 tuần không về rồi đấy. Thì cậu cứ nói với ông cụ là đang lúc công trường đang thi công nước rút, mình không thể về được nhá. Được rồi. Thế nhá, đi nhá. Dạ. Chú vừa về đấy à? Dạ, chào bác ạ. Tiểu phú, sao lại ngồi đây? Chào bác. Chú Tạo đấy à? Dạ. Có khỏe không hả chú? Dạ, vâng. Chào chú. Biết lắm này. Quá. Bực. Nhanh lên anh, cơm canh nguội hết cả rồi. Anh xong ngay đây. À em ơi, hình như nhà có khách phải không? Anh Huy, con ông Cả Nhiêu, trước làm cùng với mình ở trên Hà Nội. Mà sao anh biết? Thì vừa về đến đầu làng, đã nghe kháo rồi. Thế trông cậu ta dạo này thế nào? Béo trắng ra, khác trước ghê lắm. Mà anh ấy rất mong gặp anh. Kìa, nhanh tay lên anh. Chắc chắn là khác rồi. Ngay từ ngày xưa, cậu ta đã muốn thay đổi. Thôi Ngọc ơi, anh về nhé. Thứ bảy tuần sau vẫn chỗ cũ nhé. Em về nhá. Nhớ nhá. À, sư cụ đã về rồi đấy hả? Thế nào, tình hình ở quê có gì mới lạ không? Trong quê đang thu hoạch vụ xuân hè. Bấn lắm. Thầy mày gửi tao mang cho mày mấy cân gạo nếp với mấy cái bánh. Để mày bồi dưỡng sức khỏe. Lại gạo nếp. Mà mày cứ nhận làm cái gì?
khổ lắm. Gửi sẽ làm cái gì chứ? Trong này mày thấy cụ thế nào? Cũng yếu rồi, mày nên chăm về thăm cụ. Thôi, tao biết rồi, mày không phải nhắc. À, thế còn chuyện lấy vợ của mày thế nào? Có hoãn được không? Không. Ở nhà các cụ đã đi ăn hỏi, dạm ngõ rồi. Tháng sau cưới. Hừ, khổ không? Lại thêm một thằng nữa bị khóa. Này, thế vẫn cái nụ con bà cối ở xóm D có đúng không? Vẫn. Con này hay đấy, to khỏe, hông nở, loại này mắn phải biết. Thôi, còn cái thân mày nữa đấy, mày phải nhìn lại mày xem. Tao làm sao? Dạo này lung tung quá rồi đấy. Hết cái vui bên đội vữa, bây giờ lại đi với đứa nào nữa? Tao chơi vui thôi, con bé làm văn phòng công ty nông nghiệp, tao với cửa đấy, trông được không? Tao thì biết gì, nhưng dạo này mày sinh hoạt, ăn mặc giống muốn ăn chơi thành phố quá đấy. Ông Tõn ơi, ông cổ hủ quá. Ông ra thành phố thì ông cũng phải theo cái mốt của người thành phố chứ. Nhưng cậu phải nên nhớ, cậu là ai? Là con em nông dân, không khéo thì lại mất gốc đấy. Thế có nghĩa là gốc nông dân thì là phải quần nâu áo vá à? Mà cậu quên gốc dân thành phố cũng từ đâu mà ra? Ờ thì tao chỉ nhắc mày, kẻo mày về làng lại không ai nhận ra mày là con ông cả nhiêu thôi. Không ai nhận ra mình thì mình cũng không nhận ra họ, hiểu chưa? Thôi, cóc tranh luận nữa. Không tranh luận thì thôi, đi ngủ, mai đi làm. Ai đây? Chờ một chút. May quá, các anh có nhà. Chị hỏi ai ạ? Em sang thăm các anh. Các anh không nhận ra em sao? Nhận ra chứ. Vào đây, vào đây em, mời vào. Vào đây, ngồi xuống đây. Em ăn bánh đi. Dạ. Bánh anh vừa mang ở quê lên đấy. Mà em ở đội nào ấy nhỉ? Anh quên phéng đi mất. Khổ quá. Người làng mà cũng không nhận ra nhau. Em là Oanh, con gái ông Tân xóm chùa. Người làng vẫn gọi em là cây cũn ấy mà. À, cây cũn con ông Tân. Có cây ổi ngon nhất làng đúng không? Đúng thế. Anh Huy nói đúng. Anh nhớ ra rồi, tuần trước anh có nghe ông Thoan tổ chức nói công ty lại nhận thêm người làng nữa. Chà, không ngờ lại là em. Huy, cậu có nhớ không? Nhớ chứ. Con bé này ngày xưa bọn mình trèo tường hái trộm ổi, bị nó xì chó ra đuổi đúng không? Lớn quá, không nói, bố ai nhận ra được. Vậy chứ em vào làm ở công ty, công ở bộ phận nào? Cậu em nói, sẽ cho em làm văn thư. Cậu nào? Ôi giời. Em mẹ cái cũn. À quên, cái Oanh chứ còn ai nữa. Vâng, suýt nữa thì mẹ em không cho ra thành phố. Mẹ em nói, con gái lớn á thì phải đi lấy chồng, không phải thoát ly như các anh. Chú Chí nói mãi mẹ mới đồng ý đấy. May quá gặp các anh ở đây cùng người làng cả, cũng vui. Vui quá đi chứ. Này, thế em mới lên đã ổn định chỗ ở chưa? Em ở cùng với mấy cô ở phòng hành chính, ở dãy bên kia kìa. Chuyện sách chuyện của ai mà nhiều thế? Còn của ai nữa? Chủ nhân đây. Anh Huy đọc nhiều như thế, có mụ đầu không? Mụ thế nào được. À, theo anh có thích đọc sách không? Thích chứ. Anh cho em mượn vài cuốn nhá. Đồng ý. Theo anh thích đọc loại nào? Tiểu thuyết hay là truyện ngắn? Loại nào cũng được, tiểu thuyết tình cảm thì càng tốt anh ạ. Thôi, anh với Huy cứ ngồi nói chuyện, tôi ra ngoài một lát. Vâng, anh cứ mặc em ạ. Em thấy thế nào? Ôi, khi đọc những chuyện những người thích đùa, em cứ cười suốt. Chuyện hay quá anh nhỉ? Chưa, chuyện đấy còn chưa bằng chuyện cười Việt Nam đâu. Trong ấy có rất nhiều chuyện vui. Thế
nhá. Đây nhá, anh bảo nhá. Đây này, để anh dở cho. Đưa, đưa em xem. Ok, thôi được rồi. Ơ kìa anh, bảo ăn cơm đi, lại còn ngồi đấy mà cười. Ờ, anh vào ngay đây. Tự nhiên nhớ đến chuyện thằng Huy ngày xưa, nên anh bật cười thôi. Gớm, chuyện của anh với anh Huy ngày xưa có khác gì nhau, mà còn cười nhau. Ai sách mé gì Huy với Huy thế hả? Tôi làm gì mà vợ chồng cậu déo tên tôi thế? Linh thật, vừa nhắc tới là đến liền. Xin chào bạn Tú Chi. Bắt quả tang hai vợ chồng nói xấu tới nhá. Đâu có, em vừa mới trêu nhà em về chuyện ngày xưa của các anh ấy mà. Thôi 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 thôi, thôi. Không trông chê nữa. Cậu là cậu có tội to lắm đấy nhá. Tội? Mà tội gì? Tội cứ biển biệt như cá rô lôi mồi, chứ còn tội gì nữa? Có người làng làm chứng, tôi có về làng vài lần nhưng không gặp cậu. Đủ, em làm chứng cho anh. Có, em công nhận. Lần nào về anh ấy cũng sang đây. Có cả quà cho bọn trẻ nữa. Đấy, có người làm chứng cho tôi, nhá. Nhân tiện anh đến chơi, vào ăn cơm với vợ chồng em luôn. Đúng rồi, mời cậu vào luôn. Thế lại phải ăn à? Ok, xong ngay. Cơm bình thường, mong anh thông cảm nhé. Ấy, cứ làm như tôi là khách không bằng ấy. Chỉ có điều, em chạy ù ra lấy cho anh chai rượu. Dạ. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, chẳng lẽ lại không có tí tí? Ê, không cần, không cần, không cần. Tôi đã chuẩn bị đây hết rồi. Xin phép bà vợ ông bạn tôi, hôm nay chúng tôi phải hết chai này. Mình về đợt này, ngoài việc xây cất mộ cho các cụ, mình còn định tìm một cô vợ quê để lấy cậu ạ. Bây giờ mới lấy vợ thì hơi muộn rồi đấy. Tôi cứ tưởng ông đã có mấy nhóc rồi cơ. Tuy vẫn biết tuổi lấy vợ đã muộn, nhưng nghĩ lắm lúc cũng buồn cười. Con đường các cậu đi mòn cẳng, giờ mới đến lượt mình. Thì ông giữ được tuổi xuân lâu hơn bọn tôi. Xuân cái gì nữa? Ở ngoài đời đã có em gọi mình bằng chú, bằng bác rồi. Còn lấy vợ theo mình, tức là sắm cho mình một cái dây để neo cuộc đời lại thôi. Chà chà, khẩu khí bây giờ có khác. Khác là sao? Có đằm thắm hơn, nhưng vẫn còn bao la lắm ông bạn ạ. Nhưng có cái lạ, đi khắp đất nước, giờ sao lại định về làng lấy vợ? Cũng có nhiều lý do. Tuy là lang thang khắp nước, nhưng cuối cùng, mà nói cậu cũng chẳng tin đâu. Thì cứ nói đi đã. Lắm lúc, sau khi tàn những cuộc vui, những lúc chỉ có một mình, cô đơn, tôi chợt nhớ làng lắm. Cậu nói lạ, thời buổi bây giờ đâu chả là quê, miễn là làm ăn khá là được. Không phải thế đâu. Mình không biết mọi người như thế nào, nhưng còn đối với mình thấm thía cái thằng xa quê lắm. Cậu chưa phải sống xa quê như mình, nên cậu không hiểu được nỗi lòng của những người xa quê đâu. Mình đùa thôi. Mình hiểu chứ. Con người ta ai mà chẳng có nhược điểm của phần yếu mềm nhất của tình cảm. Mình thông cảm với cậu. Cậu định nói cái gì thì cứ nói đi. Gần già đời rồi mà vẫn không bỏ được cái tính đấy. Có gì đâu. Mình chợt nghĩ, bây giờ nếu anh biết tin cậu mới có ý định lấy vợ, chắc là nó sẽ ân hận lắm. Cô ấy bây giờ thế nào? Hạnh phúc chứ. Cũng bình thường. Hạnh phúc đôi khi tùy thuộc ở quan niệm của mỗi người mà cậu. Thế nào, về lần này có định ghé thăm anh không? Nếu gặp cậu, nó sẽ mừng lắm đấy. Mấy lần gặp mình, nó đều hỏi thăm cậu đấy. Liệu có nên không? Nên, nên chứ. Gì thì cũng là bạn cũ cơ mà. Thực sự thì mình cũng chưa quên được cô ấy. Dẫu sao ngày ấy, mình cũng thật sự yêu anh. Nếu không có chuyện Lão Chí bày ra. À, còn ông Chí về làng, cậu biết chưa? Biết, hưu hả? Đại loại là nghỉ việc. Về làng chơi cây cảnh, vui thú điển viên. À, hay là ngày mai chúng ta đến thăm ông ấy đi. Mình định không bao giờ giáp mặt với con người ấy nữa.
Nếu thực sự cậu biết ông ta đã làm gì với mình hồi ấy. Ông ấy đã... Sao lại vô kỷ luật thế này hả? Giờ này là giờ nào mà canh các chị ngồi đánh bài thế này? Canh các chị ở đội nào hả? Ai làm đội trưởng hả? Thưa anh, đây là đội 4, do tôi làm đội trưởng. Thì ra là đội của anh à? Xin anh giải thích cho lý do nào mà công nhân của anh ngừng lao động. Không lẽ anh không nhắc nhở họ nội quy công trường của công ty? Thưa anh em nghỉ việc là do tôi lệnh đấy. Tại sao? Anh lệnh như vậy, ai cho phép? Hả? Xin lỗi anh, chúng tôi đang đợi bộ phận giám sát kỹ thuật thi công đến. Chúng tôi đang báo họ, nên cho anh em nghỉ. Tôi biết, bộ phận giám sát thi công đang họp với giám đốc. Tôi được lệnh ra đây xem tại sao các anh lại ngưng trệ thi công. Thôi được, vậy mời anh theo tôi. Đây, anh xem đi. Bê tông như thế này thì làm sao chúng tôi dám đổ? Thành phần xi măng không đủ chất lượng. Hơn nữa, toàn bộ số sắt phi 30 theo bản thiết kế bây giờ đã bị thay đổi thành số sắt phi 12. Các panel có hiện tượng bị võng. Công trình không đảm bảo an toàn. Không sao, việc ấy đã có người khác lo, các kỹ sư. Việc của cậu là tiếp tục cho anh em đổ. Tiếp tục đổ không được. Anh Thoan, việc tiếp tục đổ là không được. Bởi vì có thể anh ở bên hành chính không nắm được kỹ thuật, cho nên anh không biết. Theo em... Thôi theo cái gì? Ai nói tôi không biết? Này, anh mới về công ty nhé. Anh không biết rằng tôi đã có thâm niên 20 năm ở cái công ty xây dựng này rồi. Anh là ai? Anh là cái gì mà dám nói tôi như thế hả? Xin lỗi, nếu tôi là bông Phật lòng, nhưng lệnh cho anh em tiếp tục đổ, tiếp tục làm ẩu thì tôi không thể. Vì không đảm bảo kỹ thuật, vật liệu thì bị cắt xén, có hiện tượng bòn rút của nhà nước. Được lắm, vô tổ chức, vô kỷ luật. Anh dám tuyên truyền, biện đặt, nói xấu công ty, nói xấu tổ chức của nhà nước, luận điệu phản quốc. Cái gì? Ông nói cái gì? Anh ta bôi nhọ, nói xấu công ty. Mọi người đã nghe cả rồi đấy. Anh nói đi, nói lại lần nữa xem nào. Dám hành hung cán bộ hả? Nói lại lần nữa xem nào. Chờ đấy, mọi người cứ về nghỉ đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Về nghỉ đi. Chuyện thế nào? Thưa anh, em cho đội ngừng thi công ạ. Chuyện đó thì mình biết rồi, cũng vừa được thông báo. Nhưng mình muốn hỏi cậu, sao lại nóng nảy như vậy? Nhưng em không thể chịu nổi nữa. Ông ấy đã không biết gì, lại còn ra cái điều quát tháo lệnh nọ lệnh kia. Nhưng không được giở thói vũ phu ở đây. Cẩn thận, không đang đúng lại trở thành sai đấy cậu em ạ. Nhưng đấy anh xem, bây giờ cả nước đang gặp khó khăn. Đây là một công trình lớn, thế mà người ta lại làm ăn kỳ cục như vậy. Anh thấy có tức không? Phải bình tĩnh, có gì thì có nơi thảo luận báo cáo, không nên gây lộn với lão Thoan. Điều này sẽ không có lợi cho cậu đâu. Cây ngày chẳng bao giờ sẽ chết đứng anh ạ. Cái lý thì như vậy, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vậy. Đôi lúc để có cái lý được như cậu nói thì con người ta cũng đủ khổ rồi đấy. Sao, cậu ngạc nhiên lắm hả? Việc cho ngừng thi công của cậu sẽ làm cho công ty một phen náo động. Đây là việc chưa từng xảy ra ở công ty này kể từ ngày thành lập. Anh Kế ơi, nên... giám đốc triệu tập họp. Bắt đầu rồi đấy. Xin chúc mừng cậu, người khai hỏa cho nhiều việc cần làm ngay. Anh Kế ạ, có thể việc em cho quyết định ngừng thi công là không đúng, nhưng mà theo em,
đó là việc đáng cần làm ngay anh ạ. Đúng, phải làm ngay. Mình ủng hộ cậu. Thôi, cứ thế nhá. À, tối nay vẫn tiếp tục học chứ? Tiếp tục chứ anh. Em đang học phần gia cố móng nhà cao tầng mà. Nhớ bài nhỉ, thế nhá. Đánh của mình cái này ra 5 bản nhá. 5 bản à? Ừ. Chị anh, có người gặp đấy. Thế à? Dạ. Chị ơi, cho em ra một chút nhá. Nhanh lên rồi vào, đang căng thẳng đấy. Vâng ạ. Ôi, may quá. Em đang cần tìm gặp anh có việc gấp. Có chuyện gì thế? Không biết ngoài công trường, anh Huy xảy ra chuyện gì. Chú Thoan về, triệu tập khẩn cấp toàn công ty. Họ đang họp đấy. Thì anh cũng đang định đi tìm em để hỏi chuyện đấy. Đang trực, nghe đồn ầm lên, sốt ruột quá. Nghĩ may ra em biết chuyện. Họ bảo với anh là thằng Huy đang cầm đầu đám đình công ở ngoài công trường. Em cũng nghe thấy nói thế. Thế anh không gặp anh ấy à? Có về qua nhà, nhưng nó chưa về. Không biết là thằng này làm gì mà gây to chuyện thế. Thế dạo này em thấy nó có vấn đề gì không? Không, em thấy anh ấy bình thường. Nhưng sao anh lại hỏi thế ạ? Thì không em biết, thì ai biết. Này, cứ làm như tôi không biết chuyện hai người gì với nhau ấy. Cái anh này chỉ nói vớ vẩn. Em với anh ấy chỉ hơi thân một tí thôi, chưa có gì đâu. Chưa có gì, vậy mà nó thay đổi hẳn. Thay đổi hẳn là sao ạ? Là thay đổi hẳn sinh hoạt. Em nói gì là sau đấy nó thực hiện đúng như vậy. Vậy mà bây giờ có chuyện. Em có biết gì đâu. Ừ, không biết xảy ra chuyện gì nhỉ. Ôi, kia rồi, anh Huy đến kia kìa. Huy, tại sao hai người lại đứng ở đây? Này, tôi nghe nói các cậu đình công hả? Đình công? Ai nói với các cậu là như thế? Thế tại sao đâu anh lại không làm việc? Có gì đâu. Chỉ vì vật liệu xây dựng không đúng theo thiết kế của công trình cho nên mình ngừng lại thôi. Mà ai nói với các cậu là mình đình công? Lại lão Thoan chứ gì? Lão ấy lại về văn phòng vu vạ cho mình phải không? Thực sự mọi chuyện chỉ có thế thôi à? Họ thay đổi kết cấu trong thiết kế thi công không đúng, cho nên mình bảo anh em dừng lại để giám sát thi công làm việc. Ai ngờ lão Thoan ra chụp cho mình bao nhiêu là tội, lại còn bắt bọn mình đổ tiếp nữa. Thì đổ. Đấy đâu phải việc của cậu. Các cậu nói gì thế? Bọn mình chỉ muốn nhắc cậu là công ty đang có nhiều việc phức tạp, mắc mớ. Chuyện không phải của mình thì kệ xác người ta. Như vậy là cậu cũng biết công ty đang có hiện tượng móc ruột của nhà nước đúng không? Tôi chỉ nhắc cậu vì cậu là bạn tôi, là người làm với nhau. Có một miệng thì giữ, đừng làm cái sân phơi, bao nhiêu yêu ghét lồ lộ cả ra, hiểu không? Anh Huy, anh Tạo chỉ muốn... Khỏi cần. Cảm ơn. Cảm ơn cái lời dạy dỗ kiểu người làng của cậu. Anh Huy, anh Huy đi đâu thế hả? Lên gặp giám đốc. Huy, cậu làm sao thế hả? Yên tâm đi, mình được giám đốc mời lên cơ mà. Sao? Tổ chí gọi anh lên thật à? Đấy, anh xem. Tôi không thể chịu nổi cái thằng cùng làng với anh nữa anh Chí ạ. Tôi đang rất lo. Nếu không khéo dập tắt cái vụ Excel lên dưới công trường thì công ty ta sẽ rất mệt. Đến tài tổng công ty rồi thanh tra nhảy vào sẽ lôi thôi to. Lúc bấy giờ kế hoạch của chúng ta sẽ phá sản. Tôi cứ nói trước để cho anh liệu. Thôi, đủ rồi. Tôi biết rõ tôi phải làm gì. Anh về phòng của anh đi. Anh Chí, tôi thực sự lo cho anh mà. Lo cho tôi hay lo cho anh? Đừng hốt hoảng thế. Cẩn thận là tốt, nhưng thái quá thì dễ đột quỵ lắm đấy, ông trưởng phòng ạ. Anh Chí, vì lợi ích của chúng ta nên tôi mới chấp nhận thằng người làm hỗn láo này, lại còn thuận cho nó lên nắm một đội. Nhưng giờ đây... Thôi đi, không nói nhiều nữa. Ông cứ để việc này tôi lo. Ông về lo việc của ông đi. Chào anh. Đi đi.
Alo, Văn Thư đây à? Thấy cậu Huy ở đội C đến chưa? Được, cho vào gặp tôi ngay. Mời vào. Chào chú ạ. Theo hồ sơ thiết kế công trình của phòng thi công, nói chung chúng ta đã làm đúng quy trình theo kế hoạch. Vậy việc cậu dừng đội của cậu lại như vậy là đúng. Nếu là tôi cũng làm như vậy. Lương tâm nghề nghiệp như vậy là tốt. Nhưng thưa chú, theo bản thiết kế thi công của phần đội cháu thì chỉ số vật liệu quá chênh lệch nhau ạ. Tôi biết, đây là bản thiết kế ban đầu. Còn sau này do yêu cầu của bên A, bên phòng kỹ thuật thi công đã nghiên cứu rút bớt những hạng mục ban đầu, như là giảm độ dài rộng của hành lang này, của công trình phụ này. Vì vậy vật liệu cũng có thay đổi. Đáng ra việc này phòng thi công phải sao chép lại bản thiết kế đã thay đổi để đưa xuống cho các đội. Đây là thiếu sót của họ, nên đã để chuyện xảy ra đáng tiếc hôm nay ở công trường. Cho nên vì sự đoàn kết, và hơn nữa cậu là người làng, nên tôi mới cho gọi cậu lên đây để nói cho cậu hiểu. Chuyện này không có gì mà ầm ĩ cả, cậu hiểu chứ? Nhưng thưa chú, theo cháu hiểu cơ bản về xây dựng thì chúng ta không thể thay đổi vật liệu chúng ta đang làm được. Một việc không thể cho phép là đổi bê tông Phi 30 lại thay bằng sắt Phi 12 được. Đây là vì mục đích tiết kiệm. Đất nước chúng ta vừa đi qua thời kỳ chiến tranh, còn nghèo mà. Nhưng theo cháu biết thì công trình đã được duyệt. Việc ấy đối với một đội trưởng thi công nhỏ nhoi như cháu là quá tầm hiểu biết. Cháu chỉ sợ với chỉ số đó, sau này công trình sẽ không an toàn, ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Mà người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là chú, là người làng cháu lo thôi. Giỏi, giỏi lắm, rất có trước có sau, nhưng lại xa rời thực tế cậu bé. Hãy nhớ, chúng ta đang ở thời kỳ khó khăn nên phải tiết kiệm. Và nhờ vào cái này, chúng ta phải xoay sở để hàng tháng các cậu có cái lĩnh khá hơn. Thưa chú, vậy thì chúng ta cần phải làm ăn cẩn thận ạ. Thôi, đủ rồi. Tôi thật không hiểu, anh thuộc loại người nào hả? Phá hoại hay là người non háu đá? Loại nào? Cháu là người cùng làng với chú. Người làng à? Người làng? Người làng là cái gì hả? Anh định mang người làng ra dọa tôi à? Trong công việc, người làng không là cái cốc khô gì cả. Người làng không đáng giá lấy một xu, anh hiểu chưa? Người làng, mẹ kiếp, người làng là cái gì? Nhưng mà ta đang làm đúng. Nếu chỉ vì nể ông ấy là người làng đã kêu mang chúng ta. Người làng à? Ông ta chỉ muốn chúng ta im lặng khi có hiện tượng ăn cắp vật liệu của công ty. Nhưng ông ấy lệnh cho tao là phải nói với mày, phải khuyên nhủ mày. Huy ơi, mày nghe tao đi, mày đang lao đầu vào đá đấy. Đừng căng quá, ngay cả cái dây đàn. Thôi đi mày. Theo mày bây giờ tao phải làm gì? Mày nói đi. Theo tao thì bọn ta cứ tà tà, sống cho nó êm chuyện, kệ họ. Tao, mẹ đến thế sao? Khẽ chứ. Thật tiếc, mày vẫn chỉ là một anh nông dân chính gốc, một nông dân dưới thời phong kiến cát cứ, với những triết lý cũ rích về quan niệm sống. Chả lẽ chỉ vì mang ơn một người mà ta phải ngơ đi quyền lợi của hàng trăm, hàng nghìn người khác đang bị mất cắp hay sao? Mày nhìn cái gì? Chả lẽ mày không thấy tao nói đúng hay sao? Chính vì vậy, ngày mai tao quyết định sẽ lên ban thanh tra của tổng công ty. Cái gì? Mày nói mai mày lên tổng công ty à? Đúng. Chiều nay, tao đã gặp ông Kế, kiến trúc sư công trình. Tao và ông ấy hẹn ngày mai sẽ lên tổng công ty gặp ban thanh tra.
Thế ông Kế có đồng ý với mày không? Có. Ông ấy còn biết nhiều chuyện hơn cả tao. Nhưng bao lâu nay ông ấy không dám lên tiếng. Bây giờ có thêm tao, ông ấy sẽ cùng tao quyết làm vụ này ra ánh sáng. Dạ vậy. Hay nhỉ. Thì ra mày vẽ đường, làm tiên phong cơ đấy. Làm người hùng có khó không? Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa. Khi mày đứng về phía ông Chí, tao đi ngủ đây. Thế nào anh? Anh ấy có nghe không? Hết cách chữa rồi. Cậu ương bướng như bò. Thế anh có bảo cậu Chí bảo chúng ta đến khuyên nhủ anh ấy không? Có. Lạ thật ý. Tự dưng anh ấy ôm dơm làm gì? Cậu Chí bảo chúng ta là người làng thì phải biết bảo ban nhau. Thì cô vào mà bảo nó. Thế thì nói làm gì? Anh ấy tránh gặp em. Chiều hôm sang mấy lần gọi cửa. Anh ở ly trong phòng, không mở cửa cho em gì cả. Anh ấy tệ quá cơ. Thôi. Này. Thế quan hệ giữa em và cậu ta thế nào rồi? Đã yêu chưa? Đã hẹn thề trăm năm bạc tóc gì chưa? Chưa. Anh ấy chưa nói gì với em cả. Chưa nói gì? Thật chứ? Bọn em chưa bao giờ nói đến chuyện ấy. Lạ thật. Thằng này từ trước đến nay đánh nhanh diệt gọn lắm cơ mà. Là sao ạ? Không. Không có chuyện gì. À này. Bây giờ có việc em phải làm ngay. Ừ. Bằng mọi cách cản cậu ấy làm mọi việc dại dột. Việc gì ạ? Ngày mai nó lên tổng công ty, tức là cấp cao hơn công ty, để báo cáo sự việc. Em phải nói thế nào để cho nó bỏ ý định ấy đi. Có chuyện gì mà sáng sớm đã hẹn người ta ra đây thế? Nói nhanh lên, hôm nay có phải đi công việc. Làm gì mà vội thế? Đương nhiên là có chuyện thì người ta mới dám hẹn anh ra đây chứ. Thôi nào, nói đi. Hôm nay anh rất vội, anh phải đi có việc quan trọng. Em biết rồi. Anh đang định hẹn ông kế kỹ sư lên tổng công ty chứ gì. Sao em biết? Lại thằng Tao hớt lẻo với em đúng không? Có thì sao? Chúng ta là người làng mà. Thôi nào anh, có chuyện gì thì cứ nói đi. Em muốn can ngăn anh không lên tổng công ty để tố cáo. Tố cáo? Tại sao lại là tố cáo? Ai nói với em như vậy? Chắc lại là ông cậu giám đốc của em nói đúng không? Anh Huy, anh không được phép nói như thế về cậu em. Nói như vậy là không tốt. Không tốt? Anh chưa làm gì để ông cậu em nghĩ anh là người không tốt cả. Có đấy. Cậu em rất quý anh. Cậu em còn nghĩ một ngày sẽ đứng ra. Đứng ra? Đứng ra để làm gì? Cậu em tưởng em và anh nên cậu Chí ủng hộ chúng mình. Mà nếu có thì sao? Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện anh và em mà... Vâng, dù sao chúng ta cũng là người làng. Cậu Chí nói cậu sẽ đứng ra tác thành. Cậu sẽ lo liệu cho tương lai của chúng ta. Em thấy... Em nghĩ sao anh? Thì đúng chứ sao. Thế mà cũng phải hỏi. Anh Huy, anh đang nghĩ gì thế? Nhưng công việc ở công ty thực sự nghiêm trọng anh ạ. Anh không muốn đầu hàng. Anh không muốn lùi bước. Kể cả ảnh hưởng đến chuyện của em và anh. Em hiểu cho anh. Thực lòng, anh rất yêu em. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà bắt anh phải thay đổi cả nguyên tắc sống thì em đừng bắt anh làm thế. Anh nói dối. Anh nói dối.
Như vậy là anh chưa yêu em. Vậy mà anh Tạo nói anh luôn luôn làm theo lời em. Anh nói dối. Anh nói dối. Cái gì? Lại thằng Tạo nói với em đúng không? Thế là em đã bảo hùa với nó, ngăn cản anh, không cho anh lên tổng công ty đúng không? Không, không phải đâu anh Huy. Thôi đủ rồi. Thảo nào, đêm qua nó chuyện xong với tôi là nó bỏ đi ngay. Thì ra nó bàn bạc với em. Hay thật. Nó bày cách để em nói với tôi. Thậm chí nó còn xui em mang chuyện tình cảm ra để mặc cả với tôi nữa. Không, không phải đâu anh Huy. Anh Huy. Anh Huy. Chết. Chết cả lũ. Nó đã gặp thanh tra. Người của tôi ở trên ấy báo lại. Cuộc họp thanh tra sáng nay có cả giám đốc đảng ủy tổng công ty tham dự. Thằng Quát còn chơi chúng ta chuyến này, rục xương cả lũ. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cái gì? Bình tĩnh à? Đấy. Đấy, mời các cán bộ trưởng phòng trong công ty họp vào sáng ngày mai. Không lẽ anh không biết? Tôi biết. Giấy mới gửi xuống chiều nay. Anh có biết ai trực tiếp ký công văn ấy không? Đích thân tổng giám đốc Liên Hiệp. Thằng Quát còn chơi chúng ta phen này, tôi với anh gặp bão rồi. Tôi đã bảo với anh rồi, bịt ngay từ đầu sự việc thì đâu đến nỗi nó bị lão kế giật dây. Phen này thì tù cả lũ. Thôi, có phải bây giờ ông gặp tôi để bàn bạc hay là để xả giận dữ của ông nào? Chết cái gì. Nếu có chuyện đó thì tôi sẽ bị đầu tiên chứ không phải là ông. Dễ tôi thoát đấy. Ông trước, tôi sau mà thôi. Thôi, chúng ta sẽ gỡ thế bí của nước cờ này. Anh ở với tôi đã lâu, có bao giờ anh thấy tôi thua chưa? Anh có biết chuyện con cháu gái tôi quan hệ với cái thằng Danh, người cùng làng tôi không? Thằng nào à? Thằng Huy. Thằng phá binh chúng ta ấy. Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng sao ạ? Nó và con cháu tôi có vẻ thích nhau thì phải. À vâng. Dù sao chúng cũng là người cùng làng, cùng quê. Đồng hương mà anh. Tôi muốn nói tới chuyện phải vô hiệu hóa chúng nó. À. Ông có hiểu điều tôi vừa nói không? Ông trưởng phòng nhân sự. Tức là vô hiệu hóa bằng cách bị kỷ luật, bằng đạo đức, bằng quan hệ. Dạ thưa, tôi hiểu được một phần. Nhưng bằng cách nào ạ? Hình như các buổi tối chúng nó thường gặp nhau thì phải. Vì lợi ích lâu dài cho nên tôi phải làm thế thôi. Hỏi ai? Huy hay là Tạo? Nếu mà là Tạo ấy thì nó đi trực rồi, còn Huy thì mời vào. Đây, em xem cái này chưa? Đâu. Alo, tôi Thoan nghe đây. Tốt, con bé đến rồi hả? Sao? Cả hai đứa vào phòng rồi à?
Làm đi, đúng kế hoạch, làm đi. Không được, phải làm ngay đêm hôm nay. Có tôi đứng sau lưng các anh, không lo. Được rồi, làm đi, sẽ có thưởng đấy. À này, alo, alo, nhớ biên bản, nghe chưa? Rồi. Lần này bố sẽ dở đến mày. Đợi đấy. Cậu em nói nhiều lắm. Tóm lại, cậu em cho rằng anh còn mải chơi lêu lổng, chưa thể tin được. Thế vậy ông cậu giám đốc của em còn nói những gì nữa? Nào nói đi. Nói nhiều lắm mà. Nào là anh là người không biết trên dưới này, nào là chai lơ này, nào là máu lãng tử còn in đậm này. Cậu em còn dặn em là không để mắc lừa anh, để anh lôi kéo vào chuyện phá hoại công ty. Thế em có nghĩ tôi như vậy không? Vì là cậu em nên cậu lo lắng. Cậu sợ em gặp điều không tốt nên có nói quá về anh. Đấy là điều bình thường mà. Tức là em không nghĩ tôi là con người như vậy? Không, mà thôi, chuyển chuyện khác đi anh. Khoan đã. Thế ông cậu em nói với em chuyện này lâu chưa? Lâu rồi, từ hồi em mới lên công ty cơ. Mà lạ lắm nhá. Lạ cái gì? Chiều nay cậu em lại bảo em sang thăm anh để động viên. Thế á? Vâng, mới lúc chập tối thôi mà. Này, anh nghĩ gì thế hả? Chuyện bà em sang động viên anh ấy. Anh hiểu rồi, cũng không có gì lạ cả, chỉ là thay đổi chiến thuật. Nghĩa là sao? Chuyện phức tạp lắm. Thôi, mình chuyển đề tài khác đi. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến tối nay. Không, anh phải nói. Ảnh hưởng cái gì cơ? Được rồi, anh nói. Có chết cũng không khai. Này, nói không. Anh đâu, nói không, không được ở đấy đâu. Này, anh mà không nói em cù. Phải chết, phải chết. Anh cù lại, cù lại. Tất cả im. Hù hóa chị Lạc. Ông bắt quả tang chúng mày. Lập biên bản. Chúng mày làm cái gì thế ạ? Chúng tao bắt quả tang chúng mày hù hóa chị Lạc ở trong phòng. Chúng mày là con rắm. Chúng mày sợ. Bị bắt quả tang lại còn định hành hung người bảo vệ hả? Ghi vào biên bản, ghi vào. Chúng mày lại còn định vu oan với tao hả? Ngoài lối sống chị Lạc, hắn lại còn định hành hung người thi hành phận sự. Rồi. Đạo đức của hắn xuống cấp trầm trọng. Đi vào. Mày. Tao về đi. Anh Thoan. Xin lỗi anh. Anh hỏi tôi à? Vâng, tôi muốn hỏi anh là tại sao cuộc họp sáng nay lại bị hoãn à? Đây là lệnh của trên. Có gì không nhỉ? Cũng không có gì. Cảm ơn anh. Khoan đã. Cậu Huy này, với riêng cậu thì không phải họp nữa. Cậu đã bị đình chỉ cương vị đội trưởng. Hơn nữa, thuộc thành phần đợi ý kiến của hội đồng kỷ luật, nên tôi chính thức thông báo với cậu. Sao? Cậu có ý kiến gì không? Ý kiến của tôi... mà thôi. Chắc đây cũng là lệnh của trên phải không? Không phải. Mà đây là nghị quyết của tập thể, của ban giám đốc công ty. Ngoài ra còn tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ công nhân viên nhà nước nữa. Vậy theo các anh, tôi đã sai phạm những gì về những tiêu chuẩn đạo đức ấy? Dĩ nhiên là có. Ở đây tôi chỉ muốn nói với cậu trên cương vị của tôi, trường phong tổ chức. Không, tôi không sai phạm bất cứ điều gì. Có đấy. Sinh hoạt bừa bãi, trai gái trụy lạc, ngủ hóa. Tội nặng đấy.
Tôi được. Tôi sẽ báo cáo việc này lên trên. Còn bây giờ cậu cứ nghỉ việc, chờ quyết định của hội đồng kỷ luật. Vậy là các anh bắt tôi nghỉ việc? Không phải là nghỉ việc, mà tôi nói anh đợi ý kiến của hội đồng kỷ luật. Có gì khác nhau đâu. Vậy tôi phải đợi trong bao lâu? Hiện tại thì chưa biết, vì chưa thể nhóm họp hội đồng kỷ luật của công ty được. Công ty còn nhiều việc bận hơn. Thôi được, tôi hiểu. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Oanh và mình tan đàn sẻ nghé từ đây. Sau này khi biết chuyện, mình mới lờ mờ hiểu ra cậu bị cài và bọn họ sập bẫy cậu bằng một miếng mồi quá hấp dẫn, quá dễ dàng. Đúng, đấy là trò của họ bày ra. Ngày xưa bị tội đấy coi như xong đời. Chỉ hận là tất cả những trò ấy chỉ do một người chủ trì hèn hạ bày ra. Thật sự chuyện xảy ra hồi ấy, mình vô tình làm người ngoài cuộc. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tại cậu không nói. Hơn nữa sau này lại bỏ đi một mạch, nên mọi thông tin đến với mình đều bán tín bán nghi. Có gì đâu, hồi ấy mình không nói là mình không muốn cho cậu bị rơi vào sự việc phiền phức ấy. Ừ, thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng sao cậu đi không nói với mình một câu? Không lẽ lúc ấy cậu không cho tôi là bạn bè, thì cũng nên nghĩ đến tình người làng chứ. Đừng trách mình, hồi ấy mình còn nông nổi, tuổi trẻ mà. Mình bỏ đi là bởi vì mình phát hiện ra một việc, nó làm mình không chịu nổi. Mình không muốn bọn chúng lấy lá chuối dắt mình ra khỏi cửa. Sự việc cũng tình cờ thôi, nhưng... Huy. Chào chú. Vừa về quê ra hả? Thấy Hữu có khỏe không? Dạ. Sao giờ này gầy gò thế? Bảo cậu Thoan viết giấy giới thiệu đi khám đi, sức khỏe quan trọng lắm. Dạ, cháu không sao được. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. À mà này Huy, chuyện vừa rồi xảy ra với cậu mình biết. Bên hành chính tổ chức xử lý hơi nghiêm. Thầy niên tính, ai chẳng có lúc này lúc nọ. Chết nỗi việc đó lại chạm vào quy chế. Kể ra nếu mình lấy quyền giám đốc quyết định thì cũng được thôi. Nhưng mình lại e thiên hạ họ dị nghị. Bọn ta là người làng nên bảo vệ nhau, nên họ dễ quy mình cục bộ địa phương. Cậu phải thông cảm với mình. Việc này tuy dễ mà lại thành khó. Thôi bây giờ cậu cứ về nghỉ. Mọi chuyện rồi một hai ngày nó sẽ qua đi. Mình đang bận, hẹn lúc khác gặp nhau nhé. Chị ơi, đây là bảng dự toán quý 2 ạ. Ờ, để đấy chị xin. Em này. Dạ. Đã thảo xong công văn gửi lên bộ chưa? Xong rồi chị ạ. Ờ, cố gắng làm đi cho nó quen việc em ạ. Đánh cho chị 3 bản nhá. Vâng. Đánh nhanh lên một tí. Hoãn họp rồi. Vâng, em biết rồi. Chị ơi, Oanh không đi làm hả chị? À, em không biết à. Oanh được nghỉ việc để đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở Quảng Ninh rồi. Bao giờ đi hả chị? Đi rồi, sáng nay đích thân giám đốc đưa đi. Em cảm ơn chị. Ờ. À. Này, cậu đi đâu đây? Dạ, em đi gặp giám đốc.
Em thấy em vừa về. Ông Huy không về phòng của ông Huy đâu. Ông sang phòng tổ chức với ông Thoan rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Anh Chí, vậy là mọi chuyện anh giải quyết xong xuôi tất cả rồi ạ? Xong rồi, xong cả rồi. Không thanh tra thanh toán gì nữa, hoãn lại tất. Dạ vâng. Hay quá. Dạ vâng. Cậu làm quyết định sa thải thằng nhóc ấy đi. Sa thải? Và lão kế kỹ sư nữa, cho nghỉ ăn lương dài hạn. Thảo xong mang sang tự ký. Dạ vâng vâng, việc ấy xong ngay thôi ạ. Nội nhật ngày mai sẽ có quyết định thôi ạ. Vậy là vô hiệu hóa được chuyện này hả? Cho tiếp tục làm việc. Dạ vâng, vâng xong ngay thôi ạ. Nào, xong việc rồi tặng phải làm cái gì vui vui chứ. Hả? Này, có ngay, vẫn chưa cũ chứ ạ. À, vẫn chưa cũ thôi. Mình về phòng, thu dọn đồ đạc rồi tách đi luôn. Thôi thì không làm gì được, thì cũng không để cho chúng nó có cái quyền tống cổ mình ra khỏi công ty. Thảo nào, hết ca trực mình về phòng, không thấy cậu, đồ đạc thì sạch bách. Tôi có viết cho cậu mấy chữ cơ mà. Có, mãi sau mới nhận được. Vì cậu để trên bàn, gió thổi tung vào gầm giường, mấy ngày sau quét dọn tôi mới nhận được. Vậy cậu vẫn còn ở cái công ty ấy lâu thế kìa. Ờ, thì mình còn biết đi đâu. Thế cậu sống ở công ty thế nào? Có bị liên đới gì không? Cậu bỏ đi được gần một năm thì mọi chuyện vỡ lở. Ông kế kỹ sư trưởng tố cáo và phát hiện cho thanh tra. Công ty lại một phen náo loạn nữa. Nhưng rồi sự thật đã rõ. Toàn bộ ban giám đốc công ty bị đình chỉ, mất chức. Họ phát hiện có tham ô, bòn rút của nhà nước. Thế còn lão Chí, chắc là nặng nhất hả? Không, ông ấy vẫn thoát được. Lão Thoan bị nặng nhất, bởi vì sau đó lại đứng ra tố cáo, đổ lỗi cho nhau. Họ cắn nhau dữ dội lắm. Lão này giỏi thật, con người chuyên mưu mẹo, giỏi đổ thừa vu vạ nhất ấy. Lão chỉ bị khiển trách, sai phạm trong quản lý, rồi bị điều về cục làm chuyên viên bình thường. Giờ hưu cũng được 2 năm rồi. Vậy là hắn vẫn thoát được công lý. Cậu vẫn hận ông Chí ghê thế cơ à? Không nhiều lắm. Dù sao thời gian cũng đã trôi qua rồi. Chỉ thỉnh thoảng thoáng nghĩ đến xa cố hương, là mình lại nhớ đến chuyện cũ thôi. Theo mình, chuyện đã qua, cho qua đi để sống cậu ạ. Thì mình vẫn cố làm thế mà. Thế này nhá, lấy tư cách là một người cùng làm, lại là bạn bè, mình muốn rủ cậu đến chơi nhà ông Chí, rồi sau đó qua xã bên thăm Oanh luôn. Mình hiểu, cậu muốn mình thật sự quên đi sự thù hận với ông Chí chứ gì. Đúng, mình thật sự muốn cậu thanh thản. Dù sao chúng ta vẫn là người làng, người xóm. Cái tình ấy lớn hơn tất cả cậu ạ. Thôi được, cậu vẫn thế. Ngày mai chúng mình sẽ cùng đi, cũng có cái hay. Rất lâu rồi mình không được đi chơi cặp kè với cậu như ngày xưa. Chào chú ạ. Ai thế nhỉ? Cháu và thằng Huy, con bác Cả Nhiêu mới về sang thăm chú ạ. Dạ, cháu là Huy đấy ạ. À, Huy đấy hả? Dạ vâng. Trông cậu dạo này khác quá. Nghe nói cậu làm ăn khá lắm phải không? Dạ. À, đi vào trong này, vào đây đã.
Lâu lắm rồi mới được gặp các cậu đấy. Ngồi xuống đi. Dạ vâng. Cậu Tạo thì chủ nhật hay lễ Tết gì thì mới về làng. Còn cậu Huy thì biển biệt suốt. Tôi vẫn nhắc đến các cậu luôn. Thế bây giờ thế nào rồi? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Thế cô và anh chị đâu rồi chú? À, nhà tôi lên Hà Nội ở với thằng Út. Còn con bé gái học đại học, một tuần mới về một lần. Nên tôi ở nhà một mình. Còn cậu dạo này thế nào? Làm ăn khá chứ? Có gì đâu chú. Cũng làm ăn bình thường, đủ ăn thôi ạ. Thế thì tôi cũng mừng cho cậu. Cháu về làng đợt này cũng là để xây mộ cho ông cụ thân sinh ạ. Và nó sắp lấy vợ người làng đấy chú ạ. À thế hả? Dạ không ạ. Đấy mới là dự kiến thôi ạ. À vậy hả? Vâng. Kể ra vào tuổi cậu, lấy vợ bây giờ thì cũng hơi muộn. Nhưng mà không sao, trai 30 tuổi đang xoan. Cậu năm nay bao nhiêu nhỉ? Dạ cháu 35 ạ. À cũng chưa muộn. Mình có mấy ông bạn cũng lập gia đình ở tuổi 40. Bây giờ con cháu ríu rít đầy nhà cả. Các cậu uống nước đi. Dạ vâng. Thế bây giờ cậu công tác ở cơ quan nào? Nó bây giờ làm giám đốc công ty do nó làm chủ. Công ty thầu cất xây dựng nhà cao tầng đấy chú ạ. Vâng. Rồi, rồi. Vẫn bám nghề. Chắc là trong đó làm ăn dễ hơn ngoài này nhỉ? Dạ cũng thế thôi chú ạ. Luật quốc gia mà. À. Vậy chú nghỉ về nhà lâu chưa ạ? Cũng gần 2 năm rồi. Bị ép về đấy. Chứ còn để tôi làm việc thì sẽ khác rồi. Ekip không ăn nhập mà. Mà có cầu Tạo công ty biết rồi đấy. Bây giờ ở đâu cũng thấy tiêu cực. Lắm lúc sốt ruột lắm. Chú có vườn cây cảnh đẹp quá nhỉ? À, mình cũng mới ươm một ít cây cảnh để chơi. Kể ra bây giờ mới chơi cây cảnh thì cũng đã muộn rồi. Lẽ ra phải giác ngộ chơi từ sớm cơ. Nhưng cuộc đời thì có ai lường trước được. Khi còn trẻ đi làm cống hiến, rồi công trên việc dưới, đâu có thời gian mà thưởng thức cái thú tao nhã này. Thì có ai lường hết được chú. Với lại, về hưu như chú thế này là nhất đấy. Thì thế, các cậu bảo mình còn thiết gì đâu nào. Ấy thế mà Khôi Vị lại tưởng mình còn tham quyền cố vị. Ăn ở với nhau mà đố kỵ thì sống sao nổi. Cũng như hồi xưa, hồi cậu còn ở công ty, sống giữa bọn đầu cơ thâm độc như lão Thoan, xuất thân từ phòng tổ chức, mình đối xử tử tế, tốt như thế mà nó vẫn lật mặt, chơi xỏ mình, thật là nuôi ong tay áo. Các cậu có biết nó căm mình cú gì không? Vì mình đã lật tẩy những tham vọng của nó. Chú Chí á, chuyện xảy ra lâu rồi, giờ nhắc lại cho vui. Cái hồi cháu bỏ công ty đi, không kịp để công ty làm giấy sa thải, chú thấy sao hả chú? Thật sự hồi đó mình bị kích động, cho nên ăn ở với cậu không được tròn trịa lắm. Cậu cũng thông cảm cho mình nhé. Thực sự hồi đó cháu rất muốn làm một cái gì đó để thỏa mãn tính nông nổi trẻ con của mình. Nhưng cũng rất may cuối cùng cháu đã chọn cách bỏ đi. Vì ngay từ dạo đó, chú cũng đầy mưu mẹo. Chú đã đẩy cháu gái của chú vào cuộc, hòng chụp cho cháu cái mũ hủ hóa. Đó là một tội nặng hồi đó. Nhưng rồi cháu đã không phản ứng bằng hành động gì. Chú có biết tại sao không? Nếu nói ra thì cũng phải kể đến công của chú bắt nguồn, không cho cháu hành động bậy bạ, phạm pháp. Tôi làm gì có công gì nhỉ? Đơn giản thôi mà chú. Bởi vì là người làng, cho nên chú đã gọi cháu và Tạo đi làm. Cho nên khi rất giận chú, cháu cũng đã nghĩ đến hai chữ người làng mà bỏ đi. Cảm ơn cậu. Tôi thật ân hận. Khi xưa tôi đã làm những việc không nên làm. Chú Chí ạ, kể ra không nhắc chuyện công ty thì cháu cũng không nói làm gì. Nếu chú cho phép, cháu xin được nói một lời từ đáy lòng cháu. Nào, nói đi. Nói đi cháu. Vâng. Chú nói bây giờ ân hận, nhưng bây giờ đã muộn rồi chú ạ. Theo cháu,
Tuổi già rất ít quyền để ân hận. Ân hận bây giờ thì còn giúp gì được cho ai nữa. Tôi hiểu. Chào chú. Chào. Này, cậu dẫn mình đi. Cậu lúc nãy cố chấp và có phần tàn nhẫn quá đấy. Chờ đến bây giờ mới biết ân hận thì bao nhiêu người khác đã nhường xương với ông ấy rồi. Chẳng qua là ông ấy đang mưu cầu sự thanh thản cho bản thân ông ấy thôi. Vẫn cái mẹo cũ dích, chẳng ai lạ gì. Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng ở đây? Cậu vừa nói với mình là cố chấp, tàn nhẫn à? Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng nhân đạo với ông ta bao nhiêu thì cũng là tàn nhẫn với những người như mình bấy nhiêu. Nhân đạo như cậu có nghĩa là tha thứ và xí xóa tất cả. Không lẽ cậu nghĩ rằng kẻ tốt, người xấu khi về nhà đều có quyền thanh thản như nhau ư? Có khác gì nhau đâu. Không đúng. Có khác đấy. Những kẻ như ông ta thì thanh thản tưới cây ngắm cảnh. Bữa ăn thì khác với những người đang đánh vật với đồng lương hưu ít ỏi. Những người mà đáng ra họ đâu phải chịu như vậy. Ừ, thế đấy. Vậy bây giờ thì làm gì được? Có sửa đổi được gì không? Tạo à? Đấy là mình muốn nói về chúng ta. Với chúng ta, những người còn đang làm việc, đang còn trẻ như tôi, như cậu. Nếu làm tốt được cho nhau, cho mọi người, cho bạn bè, cho làng nước, thì hãy làm đi. Đây, mình chỉ muốn nói với cậu như thế thôi. Và cả với mọi người cũng thế. Ta đi đi.